Hơn 4 tuổi một chút, mình đã sở hữu ngay căn nhà 3 tầng 3m tọa lạc tại kiệt ông Bích Khiêm. Kiệt chững 3,5m, ô tô vào tầng nhà. Cách biển Nguyễn Tất Thành tầm khoảng 100m mọi người. Đi ra đối diện kiệt mình là đi ra là trường cao đẳng mọi người nhé, cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật. Và đặc biệt là bên tay phải là công an phường nên vị trí rất chi là an ninh tốt. Đó. Mình sẽ giới thiệu sơ qua về căn nhà. Là nhà với diện tích là 57m², ngang là 4,7m, nửa hậu. Công chức năng là nhà 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, phòng thờ, giếng trời và tất cả các phòng là đều rộng hết mọi người. Hướng chính của nhà là hướng đông bắc. Cực kỳ mát mẻ mọi người nhé. Đó, chiều chiều ta ở đây chiều chiều là ta ra biển, đi dạo một vòng tắm biển rồi đi về là cực kỳ ok luôn mọi người. Nhà thì xung quanh là đầy đủ hết tất cả các tiện ích gồm trường học này, chợ, bệnh viện, hầu như là đầy đủ hết tiện ích cho mọi người. Rất chi là phù hợp cho bậc phụ huynh ăn cư lập nghiệp hoặc cho con gái ăn học ở tại vị trí này mọi người nhé. Nhà thì cách cầu xà sông Hàn thì tầm khoảng cỡ 3 phút đi xe máy thôi mọi người. Đó, 3 phút đi xe máy thôi. Còn cách trường đại học thì đúng 1 phút. Mọi người xem video mọi người nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh mọi người nhé, để mình có động lực mình ra nhiều cái video nó hay phục vụ mọi người, để cho mọi người chọn lọc những cái sản phẩm phù hợp với mọi người và chất lượng nhất, để mà mọi người có thể chọn được những cái sản phẩm ok để mọi người mua vào. Đó. Hiện tại bên mình có hỗ trợ vay 3 bay luôn mọi người nhé, nên mọi người cứ yên tâm có việc xem nhà và tiền thì không thành vấn đề. Đó, rồi mọi người xem video nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh mọi người nhé, để mình có động lực mình ra nhiều cái video nó hay hơn để phục vụ mọi người hơn. Rồi xin chào mọi người.